chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái kỹ thuật đặc thù tiếp theo, đó là kim loại tác dụng với dung dịch muối. Nghe đến cái dạng này rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là như thế này. Đã từ thời xa xưa đến giờ các thầy cô giáo chúng ta dạy chúng ta là kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối, đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng cái tư duy đấy nữa thì chúng ta vẫn làm được bài tập thôi, không sao cả. Nhưng mà nó sẽ chậm hơn một chút. Thì hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em một cái tư duy khác, cũng vẫn là kim loại tác dụng với dung dịch muối, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái góc nhìn khác với cái dạng bài tập này. Thứ nhất, chúng ta sẽ có ba cái điều chú ý quan trọng, đó là phân bổ anion cho các kim loại trong hệ từ magie tới bạc. Vì sao lại gọi là phân bố như vậy? Thì các em để ý nhé. Nếu mà thầy có một cái hệ phương trình phản ứng, thầy có magie chẳng hạn, mà thầy đem cộng với một cái hệ nó gồm có đồng 2 cộng và bạc cộng chẳng hạn. Thế thì chúng ta tư duy, ngày trước chúng ta tư duy như thế này, là chúng ta tư duy là magie nó sẽ phản ứng với bạc trước, đúng không? Bạc cộng trước. Bởi vì bạc cộng nó yếu sinh lý hơn thằng đồng 2 cộng rất là nhiều, nên là magie nó sẽ chiến với cái thằng này trước, đúng không? Sau khi magie chiến thằng này trước rồi thì nó sẽ phản ứng với thằng đồng. Đấy là cái mà chúng ta cùng nhau hiểu rõ với một cái cách để chúng ta nói rằng là kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối, đúng không? Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ không tư duy như vậy nữa. Chúng ta sẽ tư duy như sau. Bởi vì đồng 2 cộng và bạc cộng thì nó sẽ có một cái lượng ion âm nhất định, đúng không? Nó sẽ có một cái lượng ion âm nhất định. Thì lúc này cái lượng ion âm này sẽ được phân cho thằng nào trước? Thì các bạn để ý là lượng ion âm này sẽ được phân cho cái thằng nào khỏe nhất trước. Thì magie là khỏe nhất, rồi đến đồng, rồi đến bạc, đúng không? Thì lượng được đi âm này sẽ phân cho thằng này trước này. Đó, sau khi mà thằng này hết rồi, tức là thằng này nhận hết rồi, mà thừa ra nhá, thì nó mới lại phân cho thằng đồng. Tương tự như vậy, nếu mà nó thừa ra so với thằng đồng thì nó lại phân cho thằng bạc. Còn nếu mà nó không thừa nữa, ví dụ như phân đến đồng nó hết rồi, thì thằng bạc này nó sẽ không nhận được ion âm, thì nó phải mồ côi, đúng không? Các bạn cứ hình dung như đây là vợ chẳng hạn. Đây là một cái số lượng vợ nhất định. Thì số lượng vợ này thì phân cho thằng magie đầu tiên, bởi vì thằng này nhiều tiền hơn, được chọn những em xinh hơn, đúng không? Sau đó thì đến thằng đồng. Anh bạc này mà không đến anh bạc thì hết mất rồi, thì lúc này nó làm sao? Anh bạc sẽ bay ra ngoài nhá. Các bạn hiểu thì nói chưa? Đấy là cái là phân bố điện tích âm. Tí nữa vào ví dụ để các em sẽ hình dung được rõ hơn. Thứ hai nữa là áp dụng các định luật bảo toàn khối lượng nếu cần. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng tương đối phần bảo toàn khối lượng kim loại nhá. Các bạn lưu ý là bảo toàn khối lượng của cái nguyên tố kim loại nào đấy thôi, hoặc là tổng khối lượng tất cả kim loại trước phản ứng và sau phản ứng kim loại thôi nhá. Có thể cần chú ý tới sự di chuyển thay đổi điện tích. Đúng rồi, đây là cái quá trình mà đổi điện tích âm với điện tích âm chẳng hạn. Các bạn hiểu chưa? Nó giống như cái trường hợp mà OH trừ sinh ra, sau đó thì nhôm nó phản ứng á, thì một phần OH trừ nó sẽ chuyển thành AlO2 trừ. Đấy, thì các bạn cần chú ý cho thầy ba cái điều quan trọng nhỏ nhỏ như thế này, để chúng ta có thể làm tốt phần bài tập phần này, được chưa? Còn mà để hiểu rõ hơn nữa thì chắc chắn là chúng ta cũng cần có một số ví dụ trong cái bài tập ngày hôm nay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ví dụ đầu tiên. Chúng ta sẽ đến với ví dụ đầu tiên. Các bạn nhìn vào đây, M gam kẽm tác dụng với một loạt các dung dịch, đúng không? Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 5,16 gam chất rắn. Thế thì các bạn nhìn vào đây, thầy sẽ hướng dẫn các bạn nhìn này. Chúng ta sẽ có kẽm này, kẽm tạo thành kẽm 2 cộng, đúng không? Sắt thì tạo thành sắt 2 cộng rồi, đúng chưa? Và đồng thì tạo thành đồng 2 cộng. Và thầy sẽ có tổng cái số mol điện tích âm nó sẽ bằng bao nhiêu? Tổng số mol điện tích âm là cái điện tích của cái thằng ion âm đấy. Ví dụ như là SO42 trừ thì các bạn nhân với 2. Clo trừ thì chúng ta nhân với 1. Thì đây clo trừ này, có clo trừ và NO3 trừ. Thì là 0,02 nhân 3 là 0,06 này. 0,05 nhân với 3 là 0,15 và 0,1 nữa. Như vậy tổng lại ở đây điện tích âm nó sẽ là 0,31. Đấy, tức là thầy sẽ có là 0,31 em điện tích âm, và nó chuẩn bị nó phân bố cho từng cái anh khỏe nhất từ trên xuống dưới nhá. Thì anh kẽm là anh khỏe nhất thì sẽ được phân bố trước, sắt 2 cộng rồi đến đồng 2 cộng. Như vậy là thằng đồng 2 cộng của chúng ta ấy, các bạn nhìn này, thằng đồng 2 cộng của chúng ta là cái thằng mà nó yếu nhất, đúng không? Nó yếu nhất thì nó có khả năng bị bay ra ngoài nhiều nhất, tức là nó không nhận được một em điện tích âm nào. Thì đây là 0,05. 0,05 mà các bạn nhân với 64 nhá. 0,05 nhân với 64 thì nó ra là 3,2, đúng không?
3,2 đấy, nó vẫn nhỏ hơn 5,16. Điều này chứng tỏ là ngoài thằng đồng bị bay ra hết ra thì một phần thằng sắt cũng bị bay ra. 5,16 trừ đi 0, 3,2 bằng bao nhiêu thì chia cho 5,6. Các số nó của thầy nó bằng 0,035. Ok chưa? Đó, 0,035. Tức là ban đầu sắt là bao nhiêu mol? Ban đầu là 0,02 cộng với 0,05 là 0,07. Mà bị bay ra ngoài là 0,035 rồi. Thì được ở đây là 0,035 nữa. Ok chưa? Thằng đồng thì bay hết ra ngoài rồi, gạch bỏ nó đi. Thế thì thầy có tổng số mol điện tích âm là 0,31 mà thằng sắt này là 0,035, đúng không? Thì nó sẽ nhận được bao nhiêu điện tích âm? Nó sẽ nhận được là 0,07 mol điện tích âm. Mà đây để là 0,31 thì 0,31 mà trừ đi 0,07 thì nó ra một con số là 0,24, thì là chia cho thằng kẽm hết. Đây chính là 0,12. Được chưa? Thế thì m gam kẽm nó sẽ bằng là 0,12 nhân với lại 65. Thì nó ra một con số là 15,6. Giá trị của m sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn m bằng 15,6 chứ, đúng không? Thầy nhẩm lại chỗ này nhá. 0,31 này trừ đi thằng này là 0,035 nhân 2 là 0,07. Đúng không? Đó, thì nó ra 0,24. 0,24 mà kẽm 2 cộng ở đây thì nó lại bằng 0,12. Chia cho 2 thì nó sẽ ra là 0,12, đúng không? Nhân với 65. Đề bài yêu cầu tìm m gam kẽm mà. Thì nó ra một con số là 7,8. Đấy, thì không hiểu là cái máy tính này nó kiểu gì luôn. Nhá, đáp án của thầy là A. Lúc thì bấm nó ra 15 phẩy mấy và lúc thì nó ra 7,8. Nhưng mà nói chung là đáp số đúng rồi. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ví dụ số 2. Câu số 2. Cho 1,68 gam magie. Rồi, mình lại bắt đầu phân bố các em điện tích âm cho các anh chàng khỏe nhất. Magie 2 cộng là khỏe nhất. Vậy, thằng này bây giờ vợ nó chỉ cho là 1,68 gam là bao nhiêu? 1,68 chia cho 24. Vợ nó chỉ cho là 0,07 mon để đi mua mấy em để ghi âm thôi nhá. Được chưa? Nào, sắt 2 cộng. Sắt 2 cộng thì nó là 0,05. Đúng không? Đấy. Tiếp. Đồng 2 cộng thì sao? Thầy cứ để đây đã nha, rồi đến bạc cộng. Nào, số mol điện tích âm thì cộng hết nó vào. Thì đây là 0, cái chỗ FeNO3 3 lần thì các bạn nhìn này, 0,05 nhân với 3 thì nó là 0,15. 0,15 mà cộng với 0,04 thì là 0,19. 0,19 mà cộng với 0,03 thì nó là 0,22, đúng không? 0,22. Rồi, thế thì thằng magie này nó sẽ ăn được 0,14 em điện tích âm. Được chưa? Ăn được 0,14 em điện tích âm thì 0,22 mà trừ đi 0,14 thì nó ra là 0,08. Đúng chưa? 0,08 mà thằng sắt 2 cộng. Đến bây giờ phân 0,08 cho tất cả thằng sắt 2 cộng thì nó chỉ được là 0,04 thôi. Đúng không? Đó, như vậy là cái chất rắn chúng ta đã thấy là nó bay ra ngoài là 0,01 rồi. Thằng đồng, đương nhiên là thằng sắt nó đã phải bay ra 0,01 rồi, thì đồng với bạc không có cơ hội để mua được tích âm nữa, bởi vì là số hàng này nó được phân cho hai thằng này hết rồi, còn hai thằng này thì không được mua nữa, thì nó sẽ là 0,02. Và bạc là nó sẽ là 0, bao nhiêu? 0,03. Đúng chưa? Đó, thì đây chính là m chất rắn này các bạn. 0,01 nhân với 56 cộng với 0,02 nhân với lại bao nhiêu đây? 24 với 0,02 nhân với 108. Đáp số của thầy nó bằng là 5,08. Nhìn thấy không? Đấy, như vậy câu này đáp án của thầy là B. Đấy, các em hình dung như vậy thì nó sẽ dễ dàng hơn so với việc là các em phải viết phương trình rồi xem thằng nào hết thằng nào dư nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ví dụ số 3. Chúng ta sẽ bắt đầu với ví dụ số 3. Cho nhôm này. Rồi, thầy sẽ lại xem thằng nào khỏe nhất thì thầy điền vào đây. Được chưa? Sắt dương 2. Và dương 3, đồng dương 2. Được chưa? Và bạc cộng. Số mol điện tích âm của thầy nó bằng bao nhiêu nhỉ? Thầy sẽ bấm nhá. Thầy sẽ bấm bởi vì là điện tích âm đây chỉ có N3 trừ là 0,05 nhân 3 này. Cộng với 0,02 nhân 2 này. Cộng với lại 0,03 này. Điện tích âm của thầy nó vẫn là 0,22 thôi. Lúc này nhôm vợ nó cho là 1,35 chia cho 27.
thì nó là 0,05 mang đi. Chưa? Đấy. Vợ rất hào phóng. 0,05 thì nó mua được là 0,15 mol em điện tích âm, đúng không? Thì là 0,22 trừ đi 0,15 thì nó ra là 0,07. Đúng chưa? 0,07 mà chia cho 2 thì đây sẽ là 0,035. Vậy thì cái chất rắn nó bay ra ngoài nó sẽ gồm này. Sắt. Sắt ban đầu là 0,05 mà đây lại là 0,035, như vậy bay ra ngoài là 0,015. Còn đồng và bạc thì chắc chắn là không được nhận gì rồi, đúng không? Đây sẽ là 0,02. Còn bạc nó sẽ là bao nhiêu? 0,03. Đấy, từ đây thầy tìm được M nó bằng bao nhiêu này? 0,015 nhân với 56 cộng với 0,02 nhân 64 cộng với 0,03 nhân 108. Đáp số của thầy nó bằng 5,36. Như vậy câu này đáp án của thầy là B. Đấy, các bạn hiểu chưa? Hình dung được quá trình chưa? Hình dung quá trình phân bố điện tích âm nhá, thì nó sẽ dễ hình dung hơn chúng ta rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ví dụ số 4. Câu số 4 cũng tương tự thôi. Chúng ta lại bắt đầu, chúng ta có nhôm và sắt đúng không? Thì nhôm dương 3, sắt dương 2 và bạc cộng. Nhôm dương 3 thì nó sẽ là 0,2, được chưa? Sắt dương 3 thì nó sẽ là sắt dương 2 thì nó sẽ là cũng là 0,2 nốt. Đó, không thầy cứ để đây lại nhá, thầy điền sau. Thầy sẽ tìm ra cái số mol điện tích âm trước, nó bằng bao nhiêu nào? Điện tích âm của thầy nó chỉ bằng là 0,9 thôi. 0,9. Mà thằng nhôm thì nó đã mua được 0,6 rồi. Như vậy nó chuyển xuống thằng sắt dương 2 là 0,3. 0,3 chia cho 2 thì thành là 0,15. Mà ban đầu sắt của chúng ta là 0,2 đúng không? Như vậy nó bay ra ngoài ở đây là sắt là 0,05. Còn đương nhiên thằng bạc bay hết ra ngoài ở đây là 0,9 rồi. Đấy, thì từ đây thì sẽ tìm được M gam chất rắn nó bằng bao nhiêu. M gam chất rắn này nó bằng 0,9 nhân 108 cộng với 0,05 nhân 56. Đáp số của thầy nó bằng 100. Như vậy câu này là D. Được chưa? Rất là nhanh. Như vậy chúng ta sẽ cùng nhau đến với ví dụ số 5. Câu số 5 cho M gam đồng vào 500ml dung dịch AgNO3. Thầy sẽ có luôn cái số mol điện tích âm, nó sẽ bằng là 0,32. Đâu, 0,16. Đúng chưa các bạn? Đấy, sẽ bằng 0,16. Sau phản ứng thì thu được 15,52g hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Bỏ X đi rồi thêm 11,7g kẽm vào Y. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì lại thu được là 21,06g chất rắn Z nữa. Đó, các bạn nhìn thấy không? Thì ở đây nha, các bạn để ý này. Cái cuối cùng ạ, cuối cùng thì là cái điện tích âm này nó sẽ phân cho cái thằng kẽm. Thầy sẽ có cái số mol kẽm trước xem nó bằng bao nhiêu đã, được chưa? Thầy sẽ bấm nhanh này. 11,7 mà chia cho 65, bởi vì thằng kẽm nó thằng mạnh nhất đúng không? Nó là 0,18 cơ. Như vậy là điện tích âm không đủ để phân bố cho kẽm, đúng không? Như vậy điều đó chứng tỏ rằng là thằng kẽm nó đã bị dư rồi. Thì ở đây điện tích âm là 0,16. Cho nên là cái thằng kẽm 2 cộng nó sẽ nhận hết. Nó là 0,08 luôn. Đấy. Như vậy là một phần kẽm nó dư thì nó chui vào chỗ 21,06. Còn kẽm 2 kẽm phản ứng thì nó là 0,08. Thì đến đây thầy sử dụng một kỹ thuật đó là bảo toàn khối lượng kim loại. Nào, các bạn nhìn kim loại ban đầu là M gam đồng cộng với bạc là 0,16 nhân 108 cộng tiếp với cái lượng kẽm cho vào là 11,7 thì nó sẽ bằng cái gì? Nó sẽ bằng là 15,52. Được chưa? Cộng với bao nhiêu nữa? Cộng với cái chỗ này là 21,06 và phải cộng thêm với là 0,08 nhân với lại 65, được chưa? Đó, từ đây thầy sẽ tìm được M nó bằng bao nhiêu. 0,08 nhân 65 cộng với 21,06 cộng với 15, bao nhiêu đây, 52 trừ đi 11,7 trừ tiếp đi 0,16 nhân 108 thì nó ra một con số là 12,8g. Như vậy câu này đáp án của thầy là C. Ok chưa? Rất là easy thôi. Các bạn chỉ cần nhìn tinh tế một tí là bài toán nó trở nên ra ngay số liệu nhá. Rồi bài này thì nó giống với cái bài số 5 lúc nãy thôi. Thì sẽ có số mol điện tích âm này nó sẽ bằng là 0,1, đúng không? Thì magie, magie của chúng ta thì đề bài nó cho là bao nhiêu đây? 0,1 đúng không? Magie là mạnh nhất mà. Cho nên là cái thằng magie 2 cộng nó sẽ nhận hết thì nó sẽ là 0,05. Nhận hết điện tích âm mà. Như vậy là nó sẽ còn dư ra, đúng không? Như vậy thầy bảo toàn khối lượng kim loại thôi.
Ta sẽ có là m này cộng với lại 0,1 nhân 108 cộng tiếp với 2,4 thì bằng cái gì? Bằng 10,08 cộng với bao nhiêu? 5,92 và cộng với 0,05 nhân với 24. Thì từ đây thầy sẽ bấm ra m xem nó bằng bao nhiêu nhá. 10,08 cộng với 5,92 cộng với 0,05 nhân 24 trừ đi 2,4 trừ đi 10,8 thì nó ra một con số là 4 gram. M bằng 4. Như vậy đáp án của thầy là C. Đó, các em thấy chưa? Nếu mà chúng ta tư duy theo cái kiểu chiều dọc như thế này thì các em sẽ cảm thấy là cái bài toán liên quan đến kim loại tác dụng dung dịch muối nó trở nên vô cùng đơn giản. Thầy hy vọng rằng là các em có thể thích thú với cái cách giải bài này của thầy. Bây giờ sẽ làm bài tập phía dưới cho thật tốt, được chưa? Dùng tư duy chiều dọc, vừa học hóa tốt lại vừa đi tán gái được nhá. Nên là rất là mong tất cả các bạn là cùng cố gắng. Xin chào và hẹn gặp lại các em vào bài giảng tiếp theo.